Cơ không?
Tân đi cầu đau máu không? Chắc là dính đấy. Dính, nếu mà dính dính ruột già thì lại hiếm gặp lắm nha, còn dính ruột non thường gặp hơn. Nhưng các bạn này khác khác thì cái triệu chứng nó dễ, ruột già nhiều hơn nha. Nhớ chưa, cái cơ nó thưa hơn nha. Thứ hai nữa, bệnh nhân có thể chỉ còn ăn uống được, không có nôn ói, nhưng là cái triệu chứng đường tiêu hóa trên nó không có đáng kể, không có nổi bật lắm. Trong khi đó triệu chứng đường tiêu hóa dưới nó lại rầm rộ hơn, lại nhiều hơn, nổi bật hơn. Nếu mà vị trí tắc càng thấp thì cái triệu chứng tiêu hóa dưới nó càng rõ, trong được không? Dù triệu chứng tắc ở sigma được ra thì triệu chứng tiêu hóa dưới nó rõ, nhưng là bệnh nhân có cảm giác đau bụng quặn, mà mỗi lần đau bệnh nhân muốn đi cầu, muốn đi tiêu mà đi không được nha. Đó, tôi nói là thầy đúng không? Càng lên trên cái vị trí tắc nó càng lên trên thì triệu chứng phía trên nó rõ, còn vị trí tắc nó càng xuống dưới thì triệu chứng phía dưới nó rõ. Trên là gì? Trên là nôn ói, đúng chưa? Ăn uống không được, buồn nôn, nôn ói. Còn triệu chứng dưới là liên quan đến đi tiêu nha, mắt đi cầu thì không được nha, hoặc đi cầu ra phân dẹt, phân cứng, phân gì đấy bất thường, nhiều phân bất thường đi tiêu là triệu chứng đường tiêu hóa dưới nha. Để cho đó xác định trường hợp này dễ lắm, dễ lắm, cần phải thêm một đứng không sơ soạn. Nếu tắc khe bắn tắc ở ruột non thì ruột già nó sẽ không có hơi, hoặc hơi ít hơn ruột non, có nghĩa là cái độ tập trung hơi ở ruột già nó sẽ thấp hơn ruột non, thưa hơn ruột non. Còn nếu tắc ở ruột già thì cái trường phần trên ruột già nó hơi rất nhiều và phân cũng rất nhiều. Có phim đó thì có phim sẵn đó, nhìn cái phim là biết ngay, biết là vị trí tắc ở đâu, nhưng mà chẩn đoán nguyên nhân cũng hơi khó. Tôi nghĩ trường hợp này là dính nhiều hơn, chỉ mới mổ đây dính nhiều. Rồi nó tóm lại lâm sàng chẩn đoán là gì? Bán tắc ruột già do dính, phân biệt với u. Thứ ba nữa là bán tắc ruột non do dính nha. Rồi tắc rồi ra, hồi nãy chúng ta chẩn đoán là cái bán tắc, đang bàn xem là bán tắc ruột non hay ruột già, bán tắc cho nguyên nhân gì. Cậu sinh viên nãy y hai chẩn đoán là táo bón nha. Giờ chúng ta thấy cái thêm bụng đứng không sửa soạn, ta thấy cái gì? Ta thấy có nhiều hơi ở trong khung đại tràng, toàn bộ khung đại tràng hết, đồng ý không? Đây thấy hơi nè, thấy hơi trong đại tràng bên phải nè. Đại tràng này nó cũng khá to đấy, đại ngang nó trên 4 cm, là coi như là giãn đại tràng. Hơi trong đại tràng phải nè nha, hơi mà hình ảnh đốm, hơi dạng đốm như da beo ấy, thì đó là phân. Hình ảnh hơi trong ống tiêu hóa nó đốm như da beo ha, là phân. Đây là đại tràng ngang nè nha, đây là đại tràng gốc lách nè, tràng xuống nè, đầy phân hết. Đây có một số bóng hơi ở ruột non, đây là hơi ruột non nha. Hơi ruột non này thành ruột này không có giãn, có hơi mà không có giãn, đúng không? Đường kính nó đâu có giãn đâu, đường kính nó đâu không có tăng nha. Rồi những cái hình đây có thể hơi ở đại tràng sigma nhiều hơn là hơi hồi tràng, nhưng mà rõ ràng là cái khung đại tràng đầy phân, nha. Thì chẩn đoán là cái táo bón là đúng. Cái táo bón này có thể do nguyên nhân là cơ học, nhưng là có dính gì đấy ở cái đại tràng sigma làm cho ứ phân lại, đồng ý không? Cho nên là giờ chúng ta sẽ chẩn đoán là rõ, tôi đồng ý chẩn đoán rõ, đâu gì sinh viên hay đâu rồi. Rồi lên đây tôi quay mặt tôi chẩn đoán đúng nha, chẩn đoán đúng. Bây giờ tôi đồng ý với chẩn đoán của em này là táo bón, nhưng mà táo bón do nguyên nhân gì? Nguyên nhân phân nó cứng quá nó không ra, hay là nó dính ở dọc góc ở chỗ đại tràng sigma, phân nó không xuống được nha. Bây giờ phải làm gì, làm sao biết được là do phân nó cứng quá gây táo bón, hay là nó có tắc cơ học do dọc góc, do dính ở đại tràng sigma? Dạ, theo em có hai cách. Một là dùng chẩn đoán hình ảnh, tức là CT scan. Còn một cách nữa là... Cái giá này cao quá. Cái giá này hơi đổi hơi cao, khi nào u bú gì ta mới làm CT chứ. Nếu mà nghĩ là cái lằn tính này nó dính thôi thì làm CT nó hơi phí, tốn tiền cho người ta rồi. Hai là gì? Dạ, cách thứ hai rẻ tiền hơn là thuốc C kết hợp với nội soi. Rồi, cái này cũng khá giỏi nha. Cách thứ nhất đơn giản nhất là gì? Là lâm sàng, lấy cái găng thăm, đúng chưa? Thăm mà nếu mà thấy trong trực tràng mà đầy phân hết, phân cứng đó thì tôi nghĩ là táo bón, cơ năng nha. Còn nếu trực tràng trống thì nghĩ là phân ứ phía trên, nhưng mà coi chừng là cơ học thường thường là
là cái dính dọc góc là u bú. Nên bệnh nhân này liên quan đến cục mổ cho nên nghĩ dính nhiều hơn, đúng chưa? Cách thứ nhì nữa cũng đơn giản hơn, không phải lâm sàng, cần lâm sàng là gì, chụp lại cái phim, nhưng mà cái bờ dưới chúng ta hạ thấp xuống nữa, cho thấy cái bóng trực tràng, để xem coi trong bóng trực tràng có những cái lốm đốm hình ảnh này ở trong bóng trực tràng hay không nha. Còn những phương tiện khác như nội soi hay là CT thì lại giá quá đắt, cho nên đơn giản nhất là trường hợp này thăm trực tràng nha. Thứ hai nữa là chụp lại cái phim, tìm sao lấy cái giới hạn dưới nó qua khỏi cái trực tràng, nghĩa là qua khỏi cái cốp mu nha. Không, này lấy cái phim này là hơi lên trên này. Chụp phim bụng mà giống như chụp phim nửa bụng nửa phổi là thấy là không đúng chuẩn về mặt ha. lấy cái phim, lấy giới hạn của phim nha, nghĩa là phim chụp bụng không sửa soạn chuẩn là gì, nó lấy qua khỏi cái khớp mu, còn phía trên chúng ta không quan tâm, nhớ chưa? Cho nên là trong những trường hợp tiền liền hơi dưới hoành thì phải chụp cái phim phổi, còn nếu ta chụp phim bụng thì đôi khi là cái bờ trên của cái cơ hoành đó nó bị ra ngoài khỏi phim, nhớ chưa? Nghĩa là phim chụp bụng là phải lấy qua khỏi xương mu, còn không quan tâm đến cái giới hạn trên ha. Cho nên mà bạn nhớ là khi chụp trường hợp mà nghiêng để chẩn đoán, để tìm một cái liền hơi dưới hoành thì phải chụp cái phim phổi, còn nếu chụp phim bụng đôi khi là cái bờ trên nó nằm đây là coi như không thấy luôn. Bạn quý trường hợp này táo bón, hôm nay mới vô đây chẩn đoán là bị đục thừa mà chắc là không phải, cái đại tràng đầy phân hết nha, lốm đốm trong đây cũng là đại tràng. Theo bạn đó đây là dạ dày hay là lốm đốm như thế này, thấy không, đây lốm đốm không, thì cái này là của đại tràng gốc lách hay là của dạ dày? Tại sao các em theo người dân dạ dày nhiều hơn? Cái vị trí tương đối như vậy, cái chỗ phòng lý vị thường nó có một cái, nó có hơi, chứ nếu giá thực sự như đây là đại tràng thì mình sẽ nhìn thấy những khối hơi tròn, còn đây là nhìn dạng giống như cái hơi. Thường thường nó dạ dày nó đâu có phải có mất nước hơi, nó thức ăn nhiều nó sẽ dịch tiết, nó sẽ ra tương xứng sẽ có mất nước hơi, chứ không đâu có là khô thế này. Cái này hình ảnh khô rồi, đúng chưa? Hình ảnh là hình ảnh khô chứ không phải dịch đâu. Thức ăn trong dạ dày nó đầy, nó sẽ kích thích tiết ra dịch vị, làm cho cái hỗn dịch nó sần sệt rồi có cái mất nước hơi. Còn này đâu có thấy mất nước hơi đâu, cho nên tôi vẫn nghĩ trường hợp này là hơi trong đại tràng gốc lách nha. Cũng có thể là thức ăn ở trong dạ dày, nhưng mà thức ăn khô thế này là ít lắm nha. Mà chẩn đoán nó phù hợp rồi, bán tắc ruột do táo bón, do phân nó cứng, do phân cứng này nghĩ là do nguyên nhân cơ học, nghĩa là nó có gập gốc, có dính gì ở cái vùng chậu do ảnh hưởng của cục mổ lần trước nha. Đồng ý không? Giờ điều trị như sao? Trong táo bón điều trị gì, điều trị bằng cách nào? Cho thuốc sổ là mệt lắm, thuốc sổ trên nó dồn xuống mà cái này nó chưa kịp ra thì bể ruột luôn nha. Cái này thuộc tháo, thuộc bằng nước ấm, thuộc nhẹ, chỉ cần cái nút ở dưới nó ra cái lại trên nó sẽ tuôn xuống nha. Rồi thôi được rồi.